Diệp Tu Huy vào sân. Quân Neto là người thực hiện quả đá phạt này, được chuyền vào. Cơ hội! Đó là đẳng cấp! Đó là đẳng cấp của Diệp Tu Huy! Đó là đẳng cấp của Diệp Tu Huy ở trong trận đấu này! Vào sân thay người! Vào sân thay người ở phút cuối cùng! Quả chạm bóng đầu tiên của Diệp Tu Huy mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ Nha Trang! Đẳng cấp của số 10! Diệp Tu Huy lên tiếng! Một bàn thắng mang lại rất nhiều cảm xúc dành cho tất cả các khán giả đang theo dõi trận đấu này. Vừa đáp máy bay từ VPL trở về với các cầu thủ hai trường Nha Trang. Ở những phút cuối cùng, Diệp Tu Huy tung ra cú dứt điểm ở trận pha chạm bóng đầu tiên của mùa giải. Và anh ghi bàn cho các cầu thủ hai trường Nha Trang. Quá dã man và nghiệt ngã dành cho các cầu thủ áo trắng. Vẫn đang là rất căng thẳng. Phút thi đấu thứ 78 rồi. Như vậy là đồng hồ đã nhảy sang phút thứ 79 rồi. Tiếp tục sẽ có sự thay đổi người. Cầu thủ vừa ghi được hai bàn thắng cho Vạn Tín tại VPL S3. Vua phá lưới của KPL S3 sẽ được vào sân, Diệp Tư Huy. Diệp Tư Huy vừa cùng với Vạn Tín đáp máy bay về sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang cách đây ít phút. Quay trở lại trận đấu, sức ép về phía phần sân của cao thủ Ninh Hòa với một quả đá phạt. Diệp Tu Huy vào sân. Quân Neto là người thực hiện quả đá phạt này, được chuyền vào. Cơ hội! Đó là đẳng cấp! Đó là đẳng cấp của Diệp Tu Huy! Đó là đẳng cấp của Diệp Tư Huy ở trong trận đấu này. Vào sân thay người. Vào sân thay người ở phút cuối cùng. Quả chạm bóng đầu tiên của Diệp Tư Huy mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ Nha Trang. Đẳng cấp của số 10. Diệp Tư Huy lên tiếng. Một bàn thắng mang lại rất nhiều cảm xúc dành cho tất cả các khán giả đang theo dõi trận đấu này. Vừa đáp máy bay từ VPL trở về với các cầu thủ hai trường Nha Trang. Ở những phút cuối cùng, Diệp Tư Huy tung ra cú dứt điểm ở pha chạm bóng đầu tiên của mùa giải. Và anh ghi bàn cho các cầu thủ hai trường Nha Trang. Quá dã man và nghiệt ngã dành cho các cầu thủ áo trắng. Tuy nhiên thời gian là vẫn còn dành cho Ninh Hòa. Tiếp tục đi bóng. Đường vào cơ. Không được. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Ninh Hòa ở pha bóng vừa rồi. Cú dứt điểm đã được đưa ra. Người có cú dứt điểm đó là Minh Thiên. Rất đáng tiếc. Kịch tính đã xảy ra ở những phút thi đấu cuối cùng. Chúng ta đang ở những phút thi đấu bù giờ. Và đá phạt góc dành cho Ninh Hòa. Tất cả các cầu thủ Ninh Hòa đã dồn lên phần sân của các cầu thủ Nha Trang rồi. Bóng bổng. Cơ hội vẫn còn. Đánh vào. Pha bóng an toàn lên trên tới từ hàng phòng ngự của các cầu thủ áo xanh. Bảo Salem đang là người băng lên, không kịp. Và bóng nỗ lực tới từ Bảo Salem. Bóng vẫn còn dành cho cầu thủ Ninh Hòa và cơ hội. Không được. Hết giờ dành cho trận đấu này. Một trận đấu kịch tính. Một trận đấu hay ở vòng bán kết đã kết thúc với tỷ số 1-0 dành cho các cầu thủ Nha Trang. Chúc mừng các cầu thủ Nha Trang và chia buồn với cầu thủ Ninh Hòa, họ đã chiến đấu một cách ngoan cường cho trận bán kết này. Một trận chung kết ở nhánh dành cho các khối hành chính. Như vậy là chức vô địch của khối hành chính được dành cho các cầu thủ Nha Trang. Và các cầu thủ Ninh Hòa họ chỉ giành được huy chương bạc. Tuy nhiên họ vẫn còn có cơ hội giành được thêm huy chương đồng ở chung kết tổng ở trận tranh hạng 3 nữa. Chính ảnh các bạn, đây là Diệp Tư Huy, người đã được chọn cho trận đấu này. Người vừa quay trở về với Vạn Tín từ VPL S3 để tìm kiếm những niềm cảm hứng mới trong chơi bóng. Ngay sau khi vào sân thì Diệp Tư Huy đã có được cú chạm đầu tiên của trận đấu, mang về bàn thắng
duy nhất cho trận đấu này ở những phút thi đấu cuối cùng, và đó là đẳng cấp tới từ số 10 của cao thủ Nha Trang.